Dạ, hello, em xin chào cô chú anh chị hoa lan trên toàn quốc nha. Hôm nay em sẽ tiếp tục chia sẻ cho cô chú anh chị mình vài cái mặt hoa cái bây giờ để cô chú anh chị mình cùng xem và cùng sưu tầm nha cả nhà. Đầu tiên á, hôm nay em tách thêm một cái hướng combo này nè. Vẫn như cũ là 4 combo. Một combo 4 hướng. Đây, một hướng nè. Cô chú anh chị mình xem hướng này là hướng đầu, một hướng nè, hai hướng nè, ba hướng và bốn hướng. Những cái hướng này á là hướng chưa hoa nha, hướng chưa hoa đó, và em bán là cây không mặt hoa. Em bán nói chung là chia sẻ cho cô chú anh chị mình có thể là sưu tầm về tập trồng chơi thử nha đó. Thì bốn hướng như thế này là em chia sẻ là 250.000 em bao ship, và ở đây á em có dư một cái hướng cây cây này á là nó gọi là đen rô xuân. Cái dòng này á thì hoa nó nở vào mùa xuân, và hiện tại được một em dư cái hướng này nè, thì em tặng kèm cho cô chú anh chị mình về trồng lấy giống chơi luôn ha. Đó là nguyên một combo như thế này, 250.000 em bao ship cho cô chú anh chị mình luôn. Cô chú anh chị mình có thể là lên Google á, mình search cái từ dendro xuân là nó sẽ hiện ra. Cây này là một cái cây hoa màu tím, một cái dòng dendro xuân, hoa nó khá là to nha. Cái bông hoa nó phải cỡ này nè cả nhà. Đó. Cái hoa nó rất là to và cái màu rất là đẹp, hoa cũng cực kỳ thơm luôn. Đó, hôm vừa rồi Tết á là của em nó nở bông nè. Đó, những cái thân nó những cái mắt nó nở bông nè, và những cái mắt nó lên nhưng mà nó không có lên nụ nè cả nhà. Đó. Bốn hướng cát nha, bốn hướng cát. Đây em cho cả nhà, đây cái này là cái hướng em tặng kèm á, hướng này khá là đẹp, về cô chú anh chị mình trồng lấy giống chơi thôi. Như nguyên một cái combo như thế này là 250.000 mà được bao ship luôn là cực kỳ rẻ rồi cả nhà. Tại vì hiện tại á, em đang dẹp lại một góc vườn á, thì những cái cây mà nó chưa có hoa á, và nó kiểu là nó còn được một hướng hai ba thân đầu á, nó đẹp đẹp vậy nè. Đó thì em tách em sẵn em chia sẻ cho cô chú anh chị mình luôn cho gọn. Đó thì cái này là cái hướng tặng kèm ha, một hướng nè. Đó, một hướng, cây đó là cây đen rô xuân. Thì để em ghim cái mặt bông cây đen rô xuân lên cho cô chú anh chị mình tham khảo luôn ha. Đó, cái mặt đen rô xuân là cái mặt hoa em tặng kèm nha, là cái hướng đó nha cả nhà. Và đây một hướng cát đầu tiên. Đây, cái này là em tách cho cả nhà mình là hướng đầu nguyên zin cho cô chú anh chị mình trồng. Cái này là rất là khỏe luôn, cô chú anh chị mình cứ yên tâm. Một hướng ha, hai hướng nè cả nhà. Đó, ba hướng nè. Đó, đó, và bốn hướng. Đó, bốn hướng như thế này, tặng kèm một cái hướng kia nữa là 250.000 em bao ship cho cô chú anh chị mình luôn, cực kỳ rẻ rồi. Đó, này chủ yếu là em dẹp cho nó gọn. Nếu mà cô chú anh chị mình tính cả tiền ship đồ này kia cả nhà, thì thật ra thì em cũng chỉ còn lại gọi là công gói thôi, chỉ là lấy lại cái vốn cây em thôi. Đó, cho nên là chia sẻ một cái giá khá là êm cho cô chú anh chị mình luôn ha. Đó. Rồi tiếp theo ở đây cả nhà, em cũng sẽ chia sẻ thêm cho cả nhà mình một cái combo kiếm nè. Một cái combo kiếm. Kiếm này á là kiếm có mặt hoa đàng hoàng nha. Đều là những cái dòng kiếm va, đều là những cái dòng kiếm va. Thì á hiện tại là em chia sẻ là combo 4 mặt hoa lận. Cô chú anh chị nào mà muốn lấy mặt hoa của nó thì cả nhà mình vui lòng là inbox qua Zalo nha. Em sẽ gửi mặt bông từng loại cho cả nhà. Trên hướng á, khi em gửi em sẽ ghi rõ từng loại cho cả nhà. Cái loại đầu tiên này em chia sẻ nè, là cây này là cây tên của nó là Thịnh Phương Kiếm. Cây này là cây sổ tại Bình Phước ở chỗ em. Đó, Thịnh Phương Kiếm. Hiện tại là em chia sẻ cho cả nhà là một thân và hai măng. Đó, một thân và hai măng đang lên nè. Một hướng này ha. Đó, một hướng này. Thịnh Phương Kiếm. Rồi, tiếp theo ở đây là em có một cái hướng này là hướng Vàng Tây Ninh. Vàng Tây Ninh nha cả nhà. Vàng Tây Ninh. Cả nhà nếu mà cô chú anh chị mình, hoặc là cô chú anh chị mình có thể là search trên cái thanh tìm kiếm của Facebook á, thì mình cũng có thể tìm ra được những mặt bông này luôn. Cả nhà có thể là search là Thịnh Phương Kiếm. Đó, còn cây này á, cả nhà search là Vàng Tây Ninh. Đó, Vàng Tây Ninh nha, kiếm Vàng Tây Ninh. Đó, và ở đây, cái này là vị hoàng thì hiện tại thân này nó đang kèm bông đi theo luôn rồi, cho nên cả nhà mình cứ yên tâm. Đó, cái thân này là thân có cần nụ luôn.
vị hoàng, vị hoàng. Đó là ba loại. Rồi, thêm một loại này nữa. Thì cây này á là cây vàng bảo thi, vàng bảo thi. Vàng bảo thi cũng là một dòng cũng là một cây được sổ tại Bình Phước luôn, vàng bảo thi. Cây này cũng được sổ tại Bình Phước luôn nha cả nhà. Đó, cây này là sổ tại Lục Ninh. À, cây Thịnh Phương Kiếm cũng là cây sổ lại từ cây được sổ hoa từ Lục Ninh, nhưng mà cái anh Sang ở chỗ cái huyện em ở nè, là anh mua nguyên bức gốc về, anh trồng rồi anh đặt tên luôn đó. Tất cả là bốn loại này ha, bốn loại này đó, bốn loại chia sẻ cho cô chú anh chị mình lấy giống chơi thôi, là 200k em bao ship luôn, 200k em bao ship, cực kỳ rẻ luôn rồi đó. Cả nhà mình chỉ có, nếu mà trừ tiền ship đi, chỉ có mất 100 mấy chục ngàn thôi, cả nhà được một cái combo bốn loại kiếm va. Cái này tất cả đều là những cây kiếm va đó, bốn loại kiếm va để cô chú anh chị mình chơi đó. Nói chung là cây nhà em trồng lên, với lại bây giờ cái giá kiếm bây giờ thì nói chung là em chia sẻ để em lấy lại cái công em trồng thôi đó. Nguyên một ấy như thế này, em ghi tên đầy đủ hết nha. Còn cô chú anh chị nào mà mình lấy mặt bông á, thì em sẽ inbox qua Zalo cho em đi, em sẽ gửi đầy đủ bốn loại mặt bông đó cho mình ha. Rồi 200k thôi nha, 200k em bao ship luôn đó. Hôm nay em chia sẻ một cái giá cực kỳ rẻ rồi, rất là dễ cho cô chú anh chị mình sưu tầm luôn. Rồi và ở đây em có một cái chậu Amazin đang hoa luôn nè. Cây Amazin này cả nhà, thì em sẽ ghim cái mặt bông mà nó nở chuẩn lên rồi cho cô chú anh chị mình xem ha. Tại vì cái cây này là mới nở ngay đầu nè. Mới nở ngay đầu là nó sẽ như này nha cả nhà, nó sẽ đỏ hết bông như thế này. Nhưng mà qua cái ngày thứ hai, qua cái ngày thứ, phải là ngày tầm thằng ngày thứ tư, tầm ngày thứ tư trở đi, là cả nhà để ý á, hai bên cánh á, là cái phần này nè. Đó, ở đây mới nở ngay đầu á, thì cái phần bệt nó cũng mình đã thấy rồi, nhưng mà nó rất là mờ, nó rất là mờ nha. Cỡ tầm ngày thứ tư là cái bệt này nè, nó sẽ hiện lên cực kỳ rõ luôn. Và ở trên cái cánh đài này cũng vậy nè. Đó, nó sẽ hiện lên những cái tia rất là đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Cái chậu Amazin này nè, nguyên chậu đang bông này nè, thì em chia sẻ với giá là 160 ngàn, em bao ship cho cô chú anh chị mình luôn ha, 160 ngàn. Cái chậu này em chia sẻ, chậu này ở đây có một nhát cắt nha cả nhà. Cái chậu này ở đây có một nhát cắt, thì nói chung là cây tem á cả nhà, thường là cây em tách chiết nhân giống á, thì nó sẽ có vài một chậu á, thì ít nhất là sẽ có một nhát cắt nha cả nhà. Cho nên thôi chậu này chia sẻ cho cả nhà mình 150 ngàn thôi, bao ship cho cô chú anh chị mình luôn. Cây ở nhà em trồng ra cho nên là chia sẻ cái giá thoải mái cho cô chú anh chị mình dễ sưu tầm đó, 150 ngàn thôi, em bao ship luôn một chậu như thế này đang bông luôn. Cô chú anh chị mình sưu tầm về là cực kỳ yên tâm rồi ha. Đó, 150 ngàn mà được bao ship nữa, cực kỳ rẻ luôn rồi. Rồi ở đây em chia sẻ cho cả nhà mình một cái dòng cát đài xưa hoa chùm nè. Cây này hoa chùm. Cái cây này cả nhà, thì cái thân lá nó cả nhà mình trồng đạt nó rất là cao nha. Tại vì cái này là cái phần sau. Hôm trước á, em có chia sẻ một vài hướng á, em chia sẻ cái hướng thân đầu á, nó cao vậy nè cả nhà. Cả nhà mình trồng đạt á, cái loại này á, nó cao là phải tầm 45 cho tới 50 cm. Mình trồng đạt á, nó cao rất là cao nha. Và cái cần bông của nó cực kỳ nhiều bông luôn. Và cái bông nó là một dạng bông cánh sáp, nhìn cái bông cũng rất là lạ và rất là đẹp. Cái phần này em chia sẻ hiện tại nè cả nhà, thì nó phần sau thì chắc chắn sẽ có khai thác này, mà nó đang lên lại ba cái thân rất là đẹp luôn. Cái này á thì em chia sẻ với giá là 180 ngàn thôi, em bảo ship cho cô chú anh chị mình luôn. Cô chú anh chị mình sưu tầm lấy giống về trồng cho vui ha. 180 ngàn cho cái này thôi, em bao ship luôn đó, giá cực kỳ rẻ cho cô chú anh chị mình luôn rồi đó. Cô chú anh chị nào mà sưu tầm thì liên hệ với em một cái dòng cát đài xưa hoa chùm, dòng cát đài xưa hoa chùm. Rồi và tiếp theo á, em sẽ chia sẻ vài cái mặt hoa, cái da sưu tầm cho cô chú anh chị mình cùng xem và cùng sưu tầm nha.
Nhưng mà đầu tiên á, em chia sẻ cho cả nhà mình một cái thân Dendrochop Susan này nè. Đó, thì hiện tại cả nhà, Dendrochop thì ở vườn em á, là em cũng bán gần như hết rồi. Chỉ còn lại một loại này thôi. Em cũng chỉ còn vài phần thôi. Tại vì từ một cái chậu to em tách ra thì chỉ cũng còn lại được một vài chậu thôi đó. Em tách một thân em trồng lên á, thì cái hiện tại em chia sẻ cho cả nhà mình một cái phần như này nè. Cái thân mẹ của nó là nó cao như đây nha cả nhà. Thân mẹ nè. Đó, thân mẹ cao hơn một gang tay của em. Thân con là nó lên như đây rồi nè. Đó. À, phần này thì em cũng chia sẻ với giá là 200k thôi, bao ship cho cô chú anh chị mình lấy giống thôi luôn ha. 200k. Đó, 200k bao ship cho cô chú anh chị mình lấy giống luôn. Rất là rẻ. Đó, cô chú anh chị nào mà sưu tầm thì liên hệ với em. Chớp Susan nha cả nhà. Chớp Susan là một cái dòng Dendrochop cũng khá là đẹp, 200k nha. 200k em bao ship luôn. Rồi, tiếp theo ở đây em chia sẻ cho cả nhà mình một cái hướng cây 301. Cái phần này em chia sẻ là cái phần sao ở trong chậu, phần hai thân sao ở trong chậu nha. Vì là phần hai thân sao á thì thường nó sẽ có một nhát cắt này cả nhà. Đó, phần đầu nó có một nhát cắt. À, mắt ngủ là đầy đủ hết luôn, thân sao và thân này mắt ngủ đầy đủ hết. Cái phần này á em chia sẻ với giá là 400k cho hai thân này, em bao ship luôn ha. Cái này là nó nằm sẵn trong chậu rồi, thì về cô chú anh chị mình cứ treo lên mình chăm tưới bình thường thôi là nó sẽ lên cái măng mới lại ha. À, cái phần mà như này là rất là khỏe nè cả nhà, tại vì cái bộ rễ của nó đã nằm sẵn trong chậu, nó có sẵn bộ rễ của nó rồi, thì về cô chú anh chị mình cứ treo lên và chăm sóc bình thường thôi. 400k cho cái phần này em bao ship luôn. Giá hôm nay em chia sẻ là cực kỳ êm cho cô chú anh chị mình sưu tầm luôn. Chỉ có 400k cho cái phần này thôi và em bao ship luôn ha. Em bao ship luôn. Rồi, và tiếp theo em chia sẻ một cái phần 351 này nè. Phần 351, cây 351. Cái cây 351 này á cây 351 này cả nhà, hiện tại em còn hướng hai thân phía sau. À, cái này nó đang lên măng rồi nè cả nhà. Đó, nó đang nhú măng rồi nè. Cái này hai thân phía sau em vừa mới nhổ ra trồng lại thôi. Em vừa mới nhổ chậu ra em trồng lại nha. Phía trước thì có khai thác nha cả nhà. Phía trước có khai thác nè. Đó, có khai thác ở đây. Nói chung là ngay cái chỗ này là có khai thác nè. Đó, chỗ cái khai thác. Còn phía sau là mắt ngủ nó vẫn còn nha. Đó, phía sau này mắt ngủ nó vẫn còn. Đó, mắt ngủ vẫn còn. À, cái hướng hai thân này á, em chia sẻ cho cả nhà mình với giá là 700k. Em bao ship. 700k em bao ship cho cái phần này. Cây này là cây 351. 351. Cái cây 351 này á, nó là một trong những cái cây cũng khá là đẹp của cái dòng 351 nha cả nhà. Màu hoa cho tới khuôn hoa cũng khá là ok. Ở đây hai cái thân này là thân nào cũng đã từng cho bông rồi nè cả nhà. Đó. 351 nha, 351. Nếu mà cô chú anh chị nào yêu thích cái mặt bông này á thì mình có thể là liên hệ theo số điện thoại 0386 232 357. Đó là số điện thoại của em, và có thể là nhắn tin trực tiếp qua Zalo hoặc nhắn tin qua Facebook cho em nha cả nhà. Rồi. À, tiếp theo em sẽ chia sẻ thêm cho cả nhà mình một cái cây. Cây này là cây Sunset Sale Lai Tướng. Sunset Sale Lai Tướng là một trong những cái cây rất là đẹp của cái dòng Sunset Sale Lai Tướng. À, Sunset Sale Lai Tướng này nè, cái dòng này hầu như á, là nó sổ ra cực kỳ ít mặt bông đẹp. Cực kỳ ít mặt bông đẹp nha cả nhà. Dòng này rất là ít mặt bông đẹp luôn. Đó, cái dòng này nó khá là khó sổ. Một cái dòng này là một cái dòng sổ của đài, nhưng mà nó khá là khó sổ. Sổ nó ra rất ít mặt bông, cực kỳ ít mặt bông đẹp luôn. Cái hướng này hiện tại em chia sẻ là hướng hai thân kèm một thân, nói chung là ba thân đi, tại vì cái này nó cũng chuẩn bị mở lá rồi. Ba thân, hướng ba thân. À, thân cuối là có khai thác nè, thân cuối là có khai thác nha, nhưng mà ở bên này nó vẫn còn cái mắt gạo của nó ha. Đây, trên này nó vẫn còn mắt gạo của nó. Thân này á là thân nguyên zin, thân này là thân nguyên zin. Cái này á là cái phần hướng bông em tách em trồng á cả nhà. Hướng bông em tách em trồng nè. Tại vì nó đi chữ T á cho nên tách ra thì cái phần thân sau này á nó lại có nhát cắt, do là nó là hướng đầu nhưng mà nó đi kiểu chữ T.
cho nên là thân này là thân nguyên zin, còn thân này á, thì nó đã có một nhát cắt. Bên này thì cái này nó sắp mở thân rồi. Cái hướng này á thì em chia sẻ với giá là 1.600k em bao ship, 1.600k em bao ship cho cái hướng này. 1.500k nha cả nhà, 1.500k đi, 1.500k ha. Đó, 1.500k thôi, 1.500k em bao ship. Cô chú anh chị nào mà mình yêu thích thì cứ liên hệ với em. Cái phần này thì em trồng khá là lâu rồi. Nói chung là trồng mà lên được tới cái như này thì cả nhà mình biết khá là lâu rồi. Ít nhất là 2 tháng mấy, gần 3 tháng rồi cả nhà, gần 3 tháng rồi. À, đây rễ nó bò cũng khắp chậu luôn rồi, cho nên cả nhà mình cứ yên tâm ha. 1.500k cho cái phần này. Sunset Sale Lai Tướng, một cái cây cực kỳ đẹp. Rồi và tiếp theo trong cái video hôm nay em sẽ chia sẻ cho cả nhà mình một cái cây 158 cực kỳ vip, cực kỳ vip. Một cái cây 158 cam. Cây này là cây 158 cam, 158 cam. À, cây này á, lúc trước em sưu tầm á, cái mặt bông nó, cái cây này bông nó to 14 cm. Cái bông nó là một cái bông hoa màu cam, hoa màu cam, nhưng mà cái bông nó to 14 cm cả nhà. Em sưu tầm và em ghi lại đây luôn. Đó, 158, 18 cm, hoa màu cam, 158 cam. À, cái phần này em chia sẻ cho cô chú anh chị mình á, phần này hồi trước em trồng á, là em trồng từ một thân giữa nó lên. Đây nè, từ một cái thân giữa này lên nha, từ một thân giữa lên. Thân giữa thì nó sẽ có một nhát cắt như thế này nha cả nhà. Và hiện tại á, nó lên ở đây á, cả nhà, nó lên thêm được 3 thân, lên được 3 thân, 1 thân, 2 thân, 3 thân. Nhưng mà cái này ba thân này là ba thân bé bé. Và nó lên thêm được hai thân, hai cái mầm con này. Đây một mầm này và ở đây một mầm. Đó. Thì cái cây 158 này nè, cô chú anh chị nào mà sưu tầm á thì mình liên hệ với em. Đó. Theo số điện thoại 0386 232357 hoặc có thể là nhắn qua Zalo, Facebook giúp em ha. Em sẽ báo giá cho cả nhà. Cả nhà mình thấy ok thì mình chốt về sưu tầm về trồng chơi nha cả nhà. Mặt bông rất là đẹp, mặt bông cái mặt bông của nó là một cái cây hoa màu cam, hoa to, hoa mà một cái cây cát á, mà cả nhà cả nhà mình để á, cái bông nó tầm 14 cm thôi, bông 14-15 cm á, là cả nhà mình nhìn thấy nó rất là to rồi, nó rất là to rồi cả nhà. Đó, nó là một cái dòng cát đại rồi. Đó, hoa khá là to, măng hiện tại như này là lên rất là đẹp luôn rồi nè. À, phần này thì cô chú anh chị mình vui lòng là liên hệ số điện thoại giúp em ha. À, cô chú anh chị mình sưu tầm thì mình liên hệ giúp em đi. Nếu mà cô chú anh chị mình ai mà muốn sưu tầm lấy giống á, thì ở đây em có thể là tách cho cô chú anh chị mình được một hướng nè. Tại vì cái này nó nhảy ở phía trên nè, cái này nó nhảy ở phía trên nè cả nhà. Đây tách được một hướng, hướng này thì cái thân nó sẽ hơi bé bé, nhưng mà bên này á, cái măng của nó đang lên là rất là khỏe, cái măng nó đang lên rất là khỏe. Thì cô chú anh chị nào mà muốn chơi nguyên chậu á, thì cũng được, hoặc là mình cũng thích mặt bông này nhưng mà mình muốn sưu tầm hướng thôi cho nó nhẹ thì cứ liên hệ với em đó. Em sẽ báo giá rồi giao lưu với nhau ha. Rồi thì trong cái video hôm nay em chia sẻ vài cái mặt hoa các video như vậy. Cô chú anh chị nào mà yêu thích mặt bông nào thì mình cứ liên hệ với em nha cả nhà.